Hello guys, welcome back to my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Em nó đây. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một deck đó là Sparky Goblin Giant của Tech. Tại là top 8. Thành tích cũng không quá nổi bật, tuy nhiên thì ok, chúng ta sẽ đến với deck ngày hôm nay. Mình sẽ chọn ra deck mắt nào, matchup này. Ok, review nào. Let's go. Matchup đầu tiên của chúng ta đó là Goblin với Icy Bow. Cái deck này có một cái điều đó là khi mà mình nghĩ là deck này counter Icy Bow thì các bạn biết thường thì có Goblin Giant đó, nó không sợ X-Bow nào. Cộng hơn nữa là khi mà có Sparky thì thực sự phải nói là deck này, deck Goblin Sparky, Goblin Giant Sparky này nó counter Icy Bow. Cái deck Icy Bow này rocket, không thể giết được một con nào, chẳng lẽ lại sử dụng Sparky. Nếu mà cho sử dụng Sparky thì gần như là tech anh ta sẽ chuyển sang đánh là một cái Giant Rare. Mà thực sự có cái Giant Rare và một cái bộ cực kỳ là đáng sợ. Đây là một cái Sparky thật ngộ rỡ, nó kết được Sparky ở trong cơn tiếp theo cực kỳ là khó chịu. Phiên bản của Tech đây là phiên bản Login vào Mini PK. Thời điểm này chắc chắn là Icy Bow này có thể Icy Bow công trong cơ này cũng được. Tuy nhiên thì nếu mà họ, nếu mà Tech anh ta đặt nếu mà Andrew anh ta đặt Icy Bow thì anh ta có thể đi đến thực ra đây là một cái lựa chọn hợp lý cho Icy Bow sau pha xử lý vừa rồi. Ra trong tơ này cũng đang chẳng cần giáp, chẳng giữ lại nguyên. Nếu mà không có tơ này anh ta sẽ được lượng Rocket rồi, thì sẽ bị thành đây. Không đủ Rocket tơ này là không hợp lý một chút nào. Và mình quên đạt được một và xong rất nhiều đam của đạt được. Chúng ta sẽ đến một game thứ hai, à Tauron. Đây là cái matchup khá là thú vị bởi vì Tauron anh ta có cái deck này là deck của Tauron và Destroyer, Giant, Skeleton Giant, Balloon, Zap, Gas, Baby Dragon, Tesla, Tornado, Miner. Đây là một cái deck đặc trưng mà chỉ có hai player trong top hơn, top 200 thì chỉ có hai người này sử dụng thôi, Destroyer và Tauron. Cái deck của Tauron này mình nghĩ là deck này đã counter được cái deck của Tech này, Giant Sparky, Goblin Giant Sparky. Được counter tốt bởi có giáp, có gas và có stat là gần như là hai con win condition của Tech đã bị chặn bởi những con bài của Tauron rồi. Chúng ta xem là Tech cái thật xuống này có thể may là đặt đẩy lên cho thế này cũng được. Tuy nhiên nếu mà Miner để lên trái thì sẽ bị một ta tấn công. Sau đó thì ta đã tiến ra này Gat đây rồi, đẹp ta đâu. Sao lúc này cũng nhận được cái lỗi đầu tiên của Tauron đã chính là anh ta đặt một cái Tesla lỗi và anh ta dùng Tornado cũng lỗi luôn và chúng ta có một hit của Mini PK cực kỳ đau. Có rất nhiều đam của Mini PK. Các bạn biết là một đam của Mini PK đâu đó là 800 này, 800 nhập.
chắn là Giant Skeleton sẽ đi friend cùng hướng với lại Sparky. Không mình cũng chắc là đặt một cái đây nhiều quá tại sao cho anh ta lại đẩy tập con bay này đang theo một con đường dài là một sự kiện đây là tình huống lâu năm bay tới rồi nhìn chưa vẫn không bớt được con nào trong ban bận bản này là có em whip, có lót, có hunter, prayer zay, một cái fireball. Đây là phiên bản để ví ở trong cái matchup này. Ok, quay trở lại. Mình nghĩ cái deck Hunter Fisherman Royal Giant này là một deck mà nằm cửa dưới so với Giant Sparky. Nằm cửa dưới so với Giant Sparky. Tuy nhiên thì có một cái điều, khi mà các bạn, khi mà deck Bell này anh ta tách được cái combo Giant Goblin Giant Sparky ra thì anh ta có thể defend cực kỳ tốt. Cực kỳ đơn giản. Bởi vì các bạn biết là trong cái deck Bell này anh ta có một con Equip và con Hunter. Chúng ta chỉ cần đặt một con Fire Dragon là dành cho Hunter và cho đến Equip tách ra. Tuy nhiên mình như đánh lên Sparky. Tuy nhiên mình dự đoán Combo mà Sparky chân sắp xa Sparky và Heal Spirit cực kỳ là khó chịu và một mình thì cũng là không đủ. Nếu như trong khi trong tương vừa rồi có Bell anh ta sử dụng một cái không phải là block mà là sát thì anh ta sẽ
nhưng mà gần như hiện tại lệnh của Royal Zen không có giáp mà không có giáp mà là nhờ sẽ nghe những đơn vị không chặn được Sparky ở đó có khả năng làm trận mình đi ở một đàn Graveyard này không có nhiều người sử dụng. Tuy nhiên thì ở trong các sàn CIL thì khá nhiều player sử dụng cái deck này. Cái deck này đến từ Thunderboy. Ngày xưa là cái phiên bản không có Thunderboy thì anh ta sử dụng là Miner. Nhưng mà chúng ta thấy một bài player họ sử dụng là Mota rất nhiều. Cái deck này khá là khó vì là kẻ nào có thể sử dụng Spanky luôn. Còn nay thì cũng là một cơm của Sparky thôi. Và làm cơm Sparky cũng nằm xuống. Sai lầm khi bảo sai lầm khi đặt Musketeer bên cạnh Vũ trụ. Bởi vì là cái tính năng đam, flash đam của Sparky cực kỳ nguy hiểm. Nó sẽ bắn một phát được cái vùng rộng của nó tầm 3 ô. Cực kỳ đau. Rất nhiều đam. Chào đồng cắt rồi. Mình cũng là một cái này. Chúng ta đang được dùng 2 đam thôi. Bất chung luôn. Chúng ta cố gắng được chơi như thế này. Với 51 máu thì chúng ta chỉ cần một giáp nữa là xong rồi. Web Jab với Mosa mà thực sự khi mà mất trụ trước thì rất là khó đánh. Và thông thường là các player có là Cycle Mosa sẽ có là kiếm đam từ Mosa nhiều hơn là Web Jab. Sau đó là những thân cuối cùng mà họ máu được máu nó giảm xuống thì họ bắt đầu chơi vào Mosa. Nhưng mà chơi bằng Web Jab sẽ hợp lý hơn. Và thủ công Mosa đặc biệt là tiến tiến luôn. Nhà này lên có con mai thăm thắm rồi. Cảm ơn quá trâu bò. Thực sự lúc là phải nói là khi mà các bạn có Sparky nó tung hoành thì chỉ tùy là bắt đầu. Có đang khá lâm cát. Nhà này tạch xuyên. Nhưng mà chậm mình sẽ chọn thêm một cái deck nữa. Cái deck này khá thú vị. Icy Bowl thì mình nghĩ là không. Ok, chúng ta sẽ xem lại cái matchup của Icy Bowl này. Thì cái matchup nãy ngay từ ban đầu khi mà player đầu tiên mà mình show cho các bạn ấy, họ đánh lỗi mà. Họ đánh lỗi thì mất ba trụ luôn, họ đi bao luôn. Ok, chúng ta đến với Icy Bowl và take
Mình nghĩ là cái matchup cuối cùng mình sẽ không chơi, bởi vì là cái matchup đấy nó không có nhiều, nó không phổ biến, cái dạng matchup này nó không phổ biến, nên mình sẽ không review. Cố gắng là Marco đã cố gắng là sai cổ pressing rất nhiều hơn để defend để defend top lane Zion. Và đừng quên là anh ta phải đặt một con này một tank mini tank pressing rất sâu và theo là mình đã đặt một con này top lane Zion có một tiếng động rất nhiều đam đến từ Muscati và Dan Goblin phải sử dụng một người đồ để defend nó có thêm một sâu là Outcycle rồi. Marco anh ta chắc chắn là phải giữ lại cái Spike cùng với một sử dụng lại Rock S để defend cái con Spikey. Vì nếu mà để Spikey bắn thì rất đau. Và Tech biết được điều này thì Tech hạn chế sử dụng Spike và Dan Goblin dài nhiều hơn. What the fuck? Mình đừng ở Rocket được. Mình đâu không? Đều buồn. Rồi, chúng ta xem nhanh những pha xử lý lỗi quá. Bắt chắc mình ngay. Rocket. Xem có độ chậm hơn, xem là độ chậm là bắt rồi, sẽ defend như thế nào. Cái deck của sách cũng không hiểu là đang cố đau lo, bởi vì phải là cố gắng đặt được nhà của đấy một cái đặt được tay là một phải cố và chụp. Thank you for watching and see you guys next time. Cảm ơn anh em đã xem nha. Bye.